Xin chào các bác nông dân, hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một loại phân bón cực kỳ hữu ích cho cây trái, đó chính là Hitoco 25RTT. Hitoco 25RTT là loại phân bón vì lượng chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, rất dễ dùng mà hiệu quả thì khỏi phải bàn. Các bác có muốn trái cây nhà mình to hơn, màu sắc đẹp hơn, lại còn chắc ruột nữa không? Hitoco 25RTT có tác dụng đặc biệt giúp trái cây bóng láng, màu sắc tươi tấn và đặc ruột bên trong. Nhờ vậy, không chỉ trái cây nhìn ngọn mặt hơn, mà giá trị của nó cũng tăng lên đáng kể đấy ạ. Cách dùng Hitoco 25RTT cũng đơn giản lắm. Các bác chỉ cần pha một lượng nhỏ phân bón với nước rồi tưới đều cho cây. Với công thức tiên tiến, phân bón sẽ nhanh chóng ngấm vào đất, nuôi dưỡng cây trồng khỏe mạnh. Hãy thử tưởng tượng xem, vườn cây của các bác sẽ rực rỡ thế nào với những trái cây căng mỏng, màu sắc tươi sáng, chắc nịch. Đó chính là những gì Hitoco 25RTT mang đến cho các bác. Các bác nhỏ nhé, chăm cây không chỉ là tưới nước, bật sâu thôi đâu, mà còn phải bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây nữa. Hitoco 25RTT sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời trên con đường làm vườn của các bác. Nếu các bác có thắc mắc hay muốn tìm hiểu thêm, hãy ghé thăm trang web Dubland.vn nhé. Ở đó, các bác sẽ được giải đáp tận tình và tìm thấy nhiều thông tin hữu ích khác. Cảm ơn các bác đã xem video. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích. Chúc các bác một mùa bội thu, trái cây trĩu quả. Dubland.vn.